Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và sau đây là tin tức nói về vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ủng hộ trường học nghèo gần 7 tỷ. Khác với hình ảnh xa hoa lộng lẫy, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby rất giản dị trở về thăm quê Thanh Đảo và giúp đỡ những trường học nghèo ở đây. Sau những ngày bận rộn với công việc, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby mới có thời gian ở bên nhau và trở về quê ở Thanh Đảo. Cả hai không có kỳ chân mực vì không thể thu xếp được thời gian nên đã có một chuyến đi từ thiện ngắn về quê hương Huỳnh Hiểu Minh. Sau khi thăm hỏi những người lớn tuổi, hai vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đã đến thăm ngôi trường trung học nghèo ở Thanh Đảo để vui chơi và tặng quà cho các em. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã mang rất nhiều quà đến cho các em học sinh ở một trường trung học nghèo ở trên Thanh Đảo, đặc biệt có áo ấm, khăn len, sách vở để phần nào giúp các em ấm áp trong mùa đông sắp tới. Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby còn dành tặng gần 2 triệu nhân dân tệ khoảng 7 tỷ đồng để giúp trường sửa sang lại cơ sở vật chất và dành tặng 30 phần học bổng cho các em học sinh vượt khó khăn. Tuy không đi nghỉ tuần trăng mật, nhưng chuyến thăm quê lần này của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có rất nhiều ý nghĩa. Hình ảnh giản dị của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khiến nhiều người có thiện cảm hơn với cả hai sau các vụ lùm xùm sau đám cưới. Mọi người cho rằng hành động của cả hai rất đáng ngưỡng mộ. Từ trước đến nay, tuy có nhiều vụ scandal, nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn thường xuyên ủng hộ và quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Huỳnh Hiểu Minh còn nhận nuôi các em nhỏ mồ côi khuyết tật, giúp các em có một cuộc sống tốt hơn. Trong đám cưới thế kỷ, Huỳnh Hiểu Minh cũng tiết lộ anh đã tặng vợ mình quỹ từ thiện mang tên Yêu Thương Baby để nuôi dưỡng 527 trẻ mồ côi khuyết tật. Có thể nói, tuy có nhiều chuyện trò trong showbiz, nhưng tấm lòng, thiện nguyện của cả hai rất chân thật và đáng quý. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.